Xin mình chào tất cả các anh em, các cô chú, các bác trên mọi miền tổ quốc. Hôm nay em Tùng Nguyên Audio làm cái clip để giới thiệu về hai cái combo của loa full 25 và một combo gân mút, một combo gân vải. Em gửi cho một bác khách ở trong Nông Cống Thanh Hóa là cái combo này các bác nhé. Và đây là bát 20BM, còn đây là bát 25NG, em có để một chiếc thôi, còn sản phẩm sẽ đi kèm theo đôi. Bát 20BM thì là sản phẩm là 8AZ630 từ 140 con 51, gân vải, màng giấy. Con bát này với giá 1.1 triệu một đôi, từ 140 con 51. Đây là một dòng bát 20 mà xịn sò nhất trong tất cả các dòng bát 20. Chưa có loại bát 20 nào mà vượt được qua chất âm của dòng bát 20 này. Và em bán nhiều năm cái bát 20 này thì khách nào nhận hàng đều cũng khen hay cái dòng bát 20 này. Xương nhôm gang đúc các bác có thể sử dụng vào làm loa chung, hoặc là loa full, hoặc là loa nằm đều được. Còn đây là combo của loa gân mút tép B3 từ 100 con 34, loại gen xoáy. Và phân tần này là phân tần BL1, phân tần của hãng BL và có mã là BL1. Đường bát, đường check, đường input là đường vào. Còn đây là cặp bát 25 gân mút này, bác ý giáp vào loa full. Bác ý thích chắc thích nghe nhiều trống, vừa bát vừa lời thì bác ý giáp gân mút từ 170 con 63, bát 25 gân mút từ khủng đấy, mà xương của nó xương sắt. Gân mút này thì tiếng trống của nó rất là mềm và độ nhạy của nó cao, từ 170 con 63, từ 170 con 63. Đấy. Còn các bác muốn chơi sang dòng gân vải thì em lại có 25NG. Thường thường hôm nay thì em ghép cùng nào đi với bộ này thôi. Còn cái bát NG này thường thường em nên hẳn cái tép NG loại cao cấp ấy. Đấy, nào tép kèn 450NG. Còn đâu đây là tép B3 là theo mấy cái bộ này của nó là 2.150.000 bộ combo mà đôi bát, đôi tép, đôi phân tử ở đây. Còn nếu mà các bác mua combo LG của nó là 2.9 triệu, bát tép của nó là LG được bao ship 10AZ350A 400W trên trực kháng 8 ohm. Đây là dòng bát 25 có cấu hình hàng chính hãng. Trước thì hàng LG thì nó sẽ rẻ hơn và bây giờ thì nó bị lên giá rất là nhiều. Côn phíp và cuốn dây đồng. Thật ra các bác biết rồi, ai buôn bán thế bây giờ hầu như là bán thì hầu như toàn phải trợ giá, vì hàng hóa bây giờ nó lên cao quá. Tăng đúng như kiểu ở cái bên Trung Quốc mà tăng thì hầu như là bán thế thì lại kiểu không thu hút được khách, mà trợ giá thì trợ giá rất là nhiều. Mà giờ bây giờ ai bán cũng phải trợ giá, hoặc là bất kể các bác nào đi buôn bán bây giờ thì hầu như cũng phải như thế hết. Màng giấy và gân vải tẩm dầu 2 gân, đây là cặp bát 25NG từ 170 con 63. Đây là một dòng sản phẩm hàng chính hãng của công ty. Nếu như các bác mua combo mà bát tép NG và phân tần BL1 ở đây để ráp thành phẩm một đôi loa full, hoặc là thay thùng các cái dòng loa bãi mà bị hỏng, thì các bác sử dụng bộ này của nó, tiếng của nó cực kỳ là tuyệt vời, hát rất hay và nó rất là khỏe, rất là khỏe. Đây là củ bát của nó đây này, từ 170 con 63, đít bát có đôi 46 cái nốt. Đây là dòng bát, các bác lưu ý nhá, dòng bát của nó là hàng chính hãng, hình thức của nó đẹp chưa, quá đẹp luôn. Còn đây là cặp bát gân mút thì nó lại thuộc vào phân khúc khác. Nếu mà so sánh với các cái bát từ kép thì nó là cái bát mà hàng cao cấp, hàng đẹp, hàng chuẩn và từ to để mình chơi các dòng mà uy lực, tiếng trống mềm. Đấy, thì hôm nay thì em Tùng Nguyên Audio giới thiệu về mấy mẫu sản phẩm loa gia đình. Các bác có nhu cầu quan tâm đến sản phẩm thì hãy liên hệ trực tiếp cho Tùng Nguyên Audio để đặt hàng. Và hôm nay Tùng Nguyên xin chào và hẹn các bác trong clip mới nhất nha.